Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học vở bài tập tiếng Việt lớp 2 mới, ôn tập và đánh giá cuối học kỳ 2, tiết 7, 8, 9, 10. Tiết 7, 8. Bài 8 chọn A hoặc B, chúng mình sẽ làm cả hai phần. Phần A tìm từ ngữ theo mẫu. Mẫu, chờ, chờ. Các từ ngữ tìm được: mẫu, che chở, che chúc, che là chờ và che là chở. Châu báu, châu là chờ. Con trâu, trâu là chở. Sờ và sờ, sách vở, sờ. Sách túi, sờ. Chim sẻ, chim sâu. Sẻ gỗ, sâu kim. Sẻ là sờ, sẻ là sờ. Sâu là sờ, sâu là sờ. L và N, quạt nan, lan tỏa. Nan là N, lan là L. Tương tự như vậy, nam, nữ, xanh, lam. Nam là N, lam là L. Chúng mình suy nghĩ, sau đó làm vào bài 8, trang 71 ở sách bài tập. Làm xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo sang phần B. Tìm từ ngữ theo mẫu: dấu hỏi, dấu ngã, vỏ cam, múa võ, vỏ, võ. Đi ngủ, ngũ sắc, ngủ, ngũ. Nghỉ ngơi, nghĩ ngợi, nghỉ, nghĩ. Ác, ác. Bát cơm, khát nước, đổi khát, khát, khát. Vần át và vần ác. Bát cơm, bác sĩ, vần át và vần ác. Im, yêm, sâu kim, kim khâu, múa kiếm, im, yêm. Quả sim, dừa xiêm, im, yêm. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình viết bài. Viết xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Bài 9, viết 4 đến 5 câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của em khi năm học sắp kết thúc. Gợi ý, em có suy nghĩ gì khi năm học sắp kết thúc? Em cảm thấy thế nào nếu mấy tháng nghỉ hè không đến trường? Em sẽ nhớ nhất điều gì về trường lớp, về thầy cô khi nghỉ hè? Chúng mình tham khảo bài sau. Năm học sắp kết thúc, em có cảm xúc bâng khuâng, bồi hồi, nhớ về kỷ niệm cùng thầy cô và các bạn. Em không muốn chia tay các bạn, thầy cô và trường lớp. Hoặc chúng mình tham khảo bài tiếp theo. Năm học sắp kết thúc, em cảm thấy buồn vì sắp phải xa thầy cô và các bạn. Em mong năm học mới sẽ đến thật nhanh. Em sẽ được trở lại trường, gặp lại các bạn và thầy cô. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình viết bài. Trang 72. Viết xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Tiết 9-10 chính là phần 2, đánh giá cuối học kỳ 2, trang 73. Đọc hiểu: cánh chim báo mùa xuân. Chúng mình đọc cùng với cô, đọc bài sau đó trả lời câu hỏi. Cánh chim báo mùa xuân, bốn nàng tiên, xuân, hạ, thu, đông, sống trên bốn ngọn núi. Năm ấy không hiểu vì sao, mùa đông kéo dài lê thê, muôn loài khổ sở vì rét. Bèn cử chim công có sắc đẹp lộng lẫy nhất đi đón nàng tiên mùa xuân. Nhưng đường xa gió lạnh, công bị ốm phải quay về. Sư tử liền đi thay công, cậy khỏe sư tử đi không nghỉ. Nhưng rồi đuối sức dần, không đi tiếp được. Chim én nói: mẹ cháu ho ngày càng nặng, không có nắng ấm mùa xuân, mẹ cháu khó qua khỏi, cháu xin đi. Muông thú đồng ý, chim én mẹ
nhổ lông cánh, tết thành chiếc áo choàng cho con. Én con bay mãi, cuối cùng cũng đến chỗ ở của nàng tiên mùa xuân. Én con thấy một chú chim co ro bên đường, liền cởi áo choàng đắp cho bạn. Chú chim bỗng biến mất, nàng tiên mùa xuân hiện ra. Con thật hiếu thảo, nhân hậu và dũng cảm, ta chọn con làm sứ giả của mùa xuân. Én con trở về cùng nàng tiên mùa xuân, từ đó mỗi khi thấy chim én bay liệng, muôn loài biết rằng mùa xuân sắp về, theo kể chuyện cho bé. Trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu. A. Lúc đầu muông thú chọn con vật như thế nào đi đón nàng tiên mùa xuân? Lúc đầu muông thú chọn con vật có sắc đẹp lộng lẫy, đó là chim công, để đi đón mùa xuân. Vậy đáp án đúng là có sắc đẹp. B. Con vật nào đã được cử đi đầu tiên? Con vật được cử đi đầu tiên đó chính là chim công. Đáp án thứ nhất là đúng. C. Vì sao én xin đi đón nàng tiên mùa xuân? Én xin đi đón nàng tiên mùa xuân vì mẹ của én bị ho ngày càng nặng. Không có nắng ấm mùa xuân thì mẹ của én khó qua khỏi, cho nên én đã xin đi đón nàng tiên mùa xuân. Vậy đáp án cuối cùng là đáp án đúng. Vì chim én muốn đem nắng ấm về cho mẹ. Câu D. Nhờ đâu chim én đến được nơi ở của nàng tiên mùa xuân, không bỏ về giữa chừng? Chim én đến được nơi ở của nàng tiên mùa xuân, không bỏ về giữa chừng, nhờ chiếc áo choàng ấm áp do én mẹ tết từ lông cánh, và nhờ tình yêu thương mẹ tha thiết lo cho mẹ ốm, cho nên chim én đến được nơi ở của nàng tiên mùa xuân mà không bỏ về giữa chừng. Câu E. Khi nào nàng tiên mùa xuân mới hiện ra trước mắt chim én? Nàng tiên mùa xuân hiện ra trước mắt chim én khi chim én cởi áo choàng của mình đắp cho người bạn đang nằm co ro bên đường. Có lẽ đó chính là nàng tiên mùa xuân đã thử lòng chim én và thấy chim én thật là tốt bụng, thật là hiếu thảo, thật là nhân hậu và dũng cảm, cho nên nàng tiên mùa xuân đã hiện ra. Vì sao chim én được chọn làm sứ giả của mùa xuân? Chim én được chọn làm sứ giả của mùa xuân vì chim én hiếu thảo, nhân hậu và dũng cảm. Điền dấu câu nào thích hợp với ô vuông dưới đây? Muông thú đói rét, ốm đau vì mùa đông kéo dài. Đây là chữ thú, dấu sắc. Dấu sắc. Chúng mình sẽ điền dấu nào? Hỏi, à, dấu phẩy. Muông thú đói, phẩy, rét, phẩy, ốm đau vì mùa đông kéo dài. Bài 2, chọn A hoặc B. Chúng mình sẽ làm cả hai phần. Chọn sờ hoặc sờ thay cho ô vuông. Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm. Chúng mình suy nghĩ để trả lời. Sau đó quan sát xem suy nghĩ chúng mình có đúng không. Hàng chuối lên xanh mướt, phi lao reo chập trùng. Vài ngôi nhà ngói đỏ, in bóng xuống dòng sông. Theo
Trần Đăng Khoa. B. Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm. Một bác trai lặng lẽ. Buông câu trong bóng chiều. Bỗng nhiên con cá nhỏ nhảy lên thuyền như trêu. Theo Trần Đăng Khoa. Bài 3, viết 4 đến 5 câu kể lại một hoạt động ở trường hoặc lớp em, biểu diễn văn nghệ, đi tham quan, đồng diễn thể dục. Gợi ý, trường hoặc lớp em đã tổ chức hoạt động gì, ở đâu, hoạt động đó có những ai tham gia, mọi người đã làm những việc gì? Nêu suy nghĩ cảm xúc của em về hoạt động đó. Chúng mình tham khảo bài sau. Hôm qua, trường em có tổ chức hội khỏe Phù Đồng. Các thành viên trong lớp em tham gia các môn thi đấu. Lớp em đã đạt được nhiều giải thưởng. Đặc biệt, em cùng các bạn trong đội kéo co đã thi đấu hết sức. Chúng em đã giành chiến thắng. Em cảm thấy rất vui. Chúng mình tham khảo bài tiếp theo. Hưởng ứng Ngày Nhà giáo Việt Nam, lớp chúng em sẽ tham gia biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Cả lớp sẽ trình bày bài hát Bụi Phấn. Em và các bạn trong đội văn nghệ đã cùng nhau tập luyện rất hăng say. Em mong rằng tiết mục sẽ được mọi người yêu thích. Chúng mình tham khảo bài tiếp theo. Cuối tuần trước, trường em đã tổ chức một buổi tham quan. Chúng em đã được đi thăm Lăng Bác. Chúng mình viết đây là chữ đã. Hồ Hoàn Kiếm và công viên nước Hồ Tây. Em cùng với các bạn trong lớp đã có những hoạt động rất bổ ích. Các trò chơi vận động như ném bóng nước, nhảy bao bố, vân vân, giúp chúng em cảm thấy thích thú. Em đã có một chuyến tham quan rất vui vẻ. Chúng mình bấm dừng video để chúng mình viết bài. Bài số 3, trang 75 ở sách bài tập. Viết xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô Lan. Để cô Lan sẽ làm nhiều video hay hơn nữa cho chúng mình học. Xin chào và hẹn gặp lại.